200 ngày đã trôi qua và mình đã hùng phục được gần như tất cả loài rồng trên bản đồ mình đi đến. Và đã xây cho chúng một cái hang ổ để có thể sinh sống ẩn nấp giữa cái mùa đông cô đơn lạnh lẽo. Bên trong hang đã chia cho mỗi loài mỗi tổ khác nhau để cùng chung sống hòa bình. Và trong 300 ngày này, mình đã đặt ra mục tiêu là phải hùng phục và kiếm tất tần tật tất cả màu những người bạn rồng này. Và xây dựng nên một đế chế để lãnh đạo tất cả loài rồng. Và liệu mình có làm được như những gì mình mong muốn? À mà trước khi tiếp tục vào cuộc phiêu lưu này thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một nhà tài trợ để giúp tôi thoát khỏi những gói mì. Đó là nhà tài trợ của tựa game có tên là Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 là một trò chơi phiêu lưu hành động khoa học do HoYoBot phát triển, có sẵn trên PC và iOS cũng như là Android. Lần này trở lại, trò chơi lại được tiếp tục đổi mới với phiên bản cập nhật 7.3 mang tên là Hành Trình Tìm Kiếm Ước Mơ, sẽ được phát hành vào ngày 29 tháng 2, đánh dấu sự bắt đầu của phần 2, một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới. Nó đã được cải thiện từng chỗ nhỏ so với phiên bản trước đây, đặc biệt nhất là trong các trận chiến không gian. Người chơi bây giờ có thể chiến đấu với quái vật và đánh bại boss trong không gian rất phê lòi. Đây là trò chơi anime đầu tiên hỗ trợ trận chiến không gian trên tất cả nền tảng, hệ thống sinh thái mới cho quái vật và hỗ trợ nhảy, móc trong mọi hoàn cảnh trong quá trình khám phá, cho phép người chơi tự do khám phá bản đồ. Trong phần 2 này, câu chuyện mới sẽ diễn ra trên sao hỏa với những nhân vật mới như là Senadina, Grimseeker, Koali và Helia, Songquill và còn rất nhiều nhân vật khác. Và với những nhân vật từ phần 1 vẫn còn tồn tại sẽ xuất hiện từ thời gian này sang thời gian khác. Người chơi mới có thể skip câu chuyện phần 1 và ngay lập tức tham gia vào câu chuyện của phần 2 mà không cần phải tải xuống một trò chơi mới của phần 2. Với những nhân vật từ phần 1 vẫn còn tồn tại và sẽ xuất hiện từ thời gian này sang thời gian khác và các bạn hãy tải game bằng phiên bản gốc sau cập nhật 7.3 thì phần 2 sẽ có sẵn ở trong đó. Việc cải tiến mô hình nhân vật giúp hiển thị nhiều chi tiết hơn với các hoạt ảnh được làm tinh tế hơn. Quá trình lặp lại mô hình phong cảnh với hiệu ứng sanding xuất sắc mang lại trải nghiệm giống như trong phim. Trong phiên bản lần này sẽ có những phần thưởng vô cùng xịn sò như là được 20 lượt rút miễn phí một nhân vật tùy chọn, bao gồm cả nhân vật phổ biến và mạnh mẽ Hunter of Thunder của phần 2 miễn phí cùng với vũ khí và bộ stigma đầy đủ với bộ trang phục mới của Abonia miễn phí được thiết kế bởi Eden, stigma miễn phí cho Senadina và Helia và hàng loạt hộp quà tặng bất ngờ đang chờ đón người chơi. Nhân vật cấp ít mới có tên là Senadina. Senadina là nhân vật chính trong phần 2. Cô ấy có quá khứ bí ẩn nhất. Mọi điều chúng ta biết cho đến nay, cô ấy là người bạn thân nhất của Grimseeker và cũng là một cư dân trên sao hỏa. Và có tin đồn rằng toàn bộ sự sụp đổ trên sao hỏa có một cách nào đó liên quan đến cô ấy. Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và sử dụng một quả cầu yo-yo như vũ khí của mình. Bộ giáp chiến đấu đầu tiên của Senadina mang tên là Deep Space Angel Fredline và bộ trang phục này hiện tại đã có sẵn. Khi kích hoạt kỹ năng cuối cùng, cô ấy có thể nhanh chóng di chuyển giữa các kẻ địch, gây sát thương và kích hoạt miền đóng băng thời gian. Trong phiên bản này sẽ xuất hiện thêm những thế giới mới và những skin mới. Trang phục mới của Abonia hoàn toàn miễn phí, trang phục mới của Shirin và Susan cũng đã có sẵn. Honkai Impact 3 lần này đã cập nhật thay đổi một bộ áo hoàn toàn mới để các bạn trải nghiệm. Và còn chần chừ gì nữa, link tải game mình đã để dưới phần mô tả cho các bạn rồi. Còn bây giờ thì let's go! Tiếp tục cuộc hành trình này là mục tiêu hùng phục kiếm đủ màu của loài rồng thì mình đã quay trở lại ngôi nhà thân yêu. Thì thấy tuyết đã tan, mùa đông đã qua đi thì mình nghĩ chắc là đã tới mùa xuân. Vào nhà mình chuẩn bị vài thứ như là nung vài miếng thịt bò để có thức ăn bỏ bụng, nâng cấp thêm một cái ba lô lên kim cương để chứa thức ăn cho rồng sinh sản và lấy toàn bộ súp đáng ngờ có sẵn trong rương với những nguyên liệu như là nấm nâu, nấm đỏ, hoa này hoa kia nữa để chế ra thêm. Lúc chế ra thì thiếu rất nhiều hoa nên mình đi chơi thử với khứa dân làng làm nghề trồng hoa thì có một cơn bão đi qua, sấm với sét đùng đùng nên mình đi ngủ luôn cho qua ngày mới. Quay lại với khứa làm nghề trồng hoa thì ông không bán hoa là tôi thấy chuyện này hơi bị mệt nữa rồi. Tự hỏi trong đầu là có nên xây mái phong hoa hay không. Rồi tôi chợt nhớ đến cái hành Invernal mà mấy bạn bình luận đã nói. Thì tôi mới biết đó là một hành kiếm của nó cục. Chế cây kiếm này đơn giản cực nên tôi đã tranh thủ gom những nguyên liệu lại. Thì trong lúc đi ra ngoài tìm kiếm hoa đỏ thì tôi mới nhớ đến cây còi rồng chưa review cho mấy ông xem là nó dùng để huyết cho bộ rồng này đi theo, đi tự do, ngồi xuống y như là cây gậy thông thường. Nhưng mà cây còi này nó tiện hơn rất nhiều khi mình có thể dùng tùy chỉnh, chọn toàn bộ hay là mỗi một loài nên rất là tiện. Cây Invernal này nó có hai chức năng. Chức năng đầu của nó là khi chưa bật lưỡi kiếm lên thì nó có thể phun khí ga như con rồng hai đầu. Và chức năng thứ hai là bật lưỡi kiếm lên hai lần, tầng 1 là bật lưỡi kiếm thường, bật cái nữa là hành kiếm lửa. Và khi bật kiếm lửa này kết hợp với khí ga đó thì nó sẽ nổ đùng đùng cháy như là phai phai. Cây trồng qua từng ngày thì cũng đã phát triển ra quả. Mình cũng tranh thủ đi thu hoạch. Và đối với việc thu hoạch cây trồng thì lâu lâu sẽ có những loại quả nó sẽ phát triển một cách đột biến.
là nó sẽ thành khối khoai tây kích thước to như này. Và cái khối to như này khi mình để lên thớt chặt, mình sẽ nhận được đến 10 quả. Cái bọn terrible mình bắt để ở trong nhà, nó chỉ biết nằm, ăn với ngủ mà vẫn chưa làm được cái trò trống gì cho mình. Nên mình thử đem ra ngoài vác theo chiến đấu để xem sao. Thì thấy khi để 3 con terrible trên người, mình sẽ được rơi tiếp đất nhẹ nhàng. Nhưng xui một cái là mấy con này nó không có giúp mình bay lên được. Mà được cái là 3 cái máy cạp cạp trên đầu. Chiến đấu phun lửa cũng ngầu phết. Mà tôi thấy là tôi bên bọn nó hẹo không, chứ lửa của bọn rồng terrible này nó chỉ cháy cho vui vui, gây trả được bao nhiêu ram. Công cụ trên tay của mình càng ngày càng nhiều nên mình không thể nào mà cầm hết, nên mình phải chế thêm một cái túi để công cụ ép vào thì thiếu kinh nghiệm. Một cách nhanh nhất để có kinh nghiệm là mình đi xuống địa ngục đào hạch anh, thế là mình đã lên cấp 20, rồi quay lại úp luôn hai cái túi, thế là hết bà nó kinh nghiệm. Như vậy thì nó sẽ đỡ tốn không gian trên tay cầm của mình rất nhiều, chỉ cần xoay xoay lựa chọn thứ cần lấy ra là xong. Mà tôi cũng hơi bất ngờ khi mình để luôn được cái ba lô ở trong này, treo nó như là bảo bối, nhìn buồn cười á. Rồi mình lại chuẩn bị nguyên liệu pha chế thuốc nhìn trong bóng tối, thuốc tàng hình và thuốc kháng lửa. Lấy thêm những mầm cây trồng bỏ không trong rương, đem ra trao đổi để kiếm thêm về ít ngọc lục bảo. Rồi phát hiện sau chỉ có mấy thằng dân làng ở trong nhà, nên đi ra ngoài tìm thì thấy bọn nó bị mắc kẹt ở phía sau. Lớn rồi mà đi đứng cái kiểu gì không biết, giờ bắt mình phải đi tìm rồi bế về. Rồi vậy là lớn dữ chưa. Sau khi đã trao đổi và cảm thấy đủ số cá tuyết sống mình cần, thì mình đã dẫn đám Cerebral bay về hang rồng. Và với kích thước nhỏ thế này rồi mà nó vẫn báo tôi, bắt tôi phá banh cái cửa để tụi nó đi qua. Lúc vào thì nhanh lắm, mà lúc ra thì kẹt cứng ngắc. Lũ này nó báo thì thôi. Giờ cho mỗi đứa ngồi đại một chỗ, về sau mình tìm đủ màu rồi, mình sẽ sắp xếp lại vị trí cho có chỗ ngồi hẳn thôi. Mấy ông nhìn thấy cảnh này có quen quen không? Tôi thì không có để ý đâu. Tự nhiên có fan nào bình luận trong video của tôi mới phát hiện để ý á, làm não tôi nhảy số. Nhưng mình đã hứa với anh bạn rồng hai đầu là mình sẽ tìm những người bạn đồng hành cho nó. Nên ngày hôm sau mình bay đến vị trí đã đánh dấu từ trước để mà hồi phục luôn những người bạn rồng hai đầu Hades Deep Black. Ok, đây là nơi mà tôi đã tìm thấy mấy cái hứa rồng hai đầu. Anh bạn Fury ngồi đó nghe, để tôi đi chào hỏi mấy hứa này. Ủa, con hứa rồng cổ ba trên kia. Nhìn téo vậy. Rồi. Để mà hồi phục được bạn đó thì mình phải cần có hút sức mạnh. Mình lấy ra rồi mà. Còn có cá. Hình như là phải cởi hết giáp ra nè. Ok, 8 phút này mình sẽ tranh thủ hồi phục hết ba anh bạn đó luôn. Ok, 8 phút, let's go. 8 phút rồi. Ăn đi, ăn cá. Đó. Ôi cu đi đâu vô rừng vậy? Cu, đi ra ngoài đi cu. Tôi nhìn thấy là nó cái màu nó hơi đặc biệt ha. Mấy ông nhìn xem nè. Đó. Ở dưới đây là một kiểu màu xanh xanh mà. Tôi không biết là xanh hay là gì nữa. Nhìn nó có màu xanh á, xanh xanh mà kiểu xanh cây này nè. Nhưng mà nó nhạt, xanh nhạt. Ở trên là sọc đỏ. Trời ơi, con rồng đột biến. Cái màu lưỡng hóa này chứ. Ok ông ơi, let's go. Xong. Anh bạn đầu tiên của chúng ta còn hai anh bạn nữa. Rồi. Hello. Anh bạn này có màu tím nhạt ha. Tóm lại là ba con ở đây là mình chưa có màu nào hết, nên giờ mình bế hết tụi nó về nhà. Kể ra con kia kìa, nó mới vừa bay đáp xuống. Ở trong lúc như thế mình không hùng phục lần hai con luôn ta. Ui, thằng này nó hiểu tiếng mình nè. Trời ơi, mình vừa nói là nó qua tới luôn nè mấy ông. Hùng phục lần hai con luôn. Trời ơi, hai tụi nó lại gần nhau kìa, trao nhau nụ hôn đầm thắm à. Ui, ở đâu có con nhỏ vậy? Ui, xui hay, đâu có con nhỏ như này ra đây gì? Trời ơi, con nhỏ chuối. Đồng ý đi. Còn 2 phút rồi mà. Ủa, này nó lì quá mấy ông ơi. Ui, đừng có bay đi. Nó chưa đồng ý nữa kìa. Gặp mấy con lì này khổ thiệt chứ. Được rồi. Ok, được rồi. Rồi, tới anh bạn này luôn.
Mình hy vọng là có mấy con nhện chúa nha, giờ này nó đi ngủ hết rồi. 30 giây cuối. Vượt lên chứ mình, nhện lưới không tốn thêm phút sức mạnh nữa. Trời ơi, mặc dù tôi có thể pha đó nhưng mà tôi làm biến vải hò ra. Vải xịt thật chứ. Nó còn 98% à. Cây thế nho, vậy là phải tốn thêm phút sức mạnh nữa rồi mấy ông. Cây vãi hò luôn. Nó chỉ còn 98% nữa thôi mà tôi hết thuốc. Tốn cả một buổi chiều của tôi đó trời. Đồng ý đi mà. Ashinamoto. Ashinamoto. Ờ được rồi. Ok được rồi. À được rồi, sáng rồi. Thôi đi. Điểm nhanh. Tím. Cái con đó màu gì mình không biết nữa. Mình không. Đỏ. Đen. Ừ tím đỏ đen đi. Chứ giờ tôi cũng không biết gứa đó màu gì luôn á. Rồi, để bay về hướng đó thì mình sẽ đi đâm thẳng một cái đường này, cái một là tới nhà. Khi mình đã hồi phục được những người bạn rồng hai đầu ở vị trí mình đã đánh dấu, thì mình bay xung quanh khảo sát lại khu vực đồng bằng mình đang sinh sống để mà hồi phục những người bạn rồng khác như là Ronco, Deadly. Vì lúc trước mình đã nhìn thấy những anh bạn rồng này bay lãng vãng xung quanh khu vực này rất nhiều. Ok, đây rồi. Anh bạn Ronco đầu tiên của chúng ta. Lần đầu tiên trái hoang long có trong mì tôm. Tôi quên mất luôn là con Ronco nó ăn thịt bò. Anh bạn này thì nổi mụn đầy đuôi, đầy đít. Những cái mụn vàng trứng cá luôn, có thể nói là nó dơ. Giỡn thôi. Không có body summon bạn, Ok, bên kia có thêm một anh bạn xanh lá cây nữa. Đấy. Ơi, trời ơi, bay lên luôn. Con này nó màu đỏ chấm vàng. Hình như rong cò hơi bị nhiều màu lắm mà. Con rong cò này. Ê, xin lỗi. À. Xin lỗi. À ok. Bài theo tôi nghe chú. Khi mà mình không có yên cửa mà mình ngồi lên con rồng thì mình sẽ có nguy cơ bị nó hạ xuống bất kỳ lúc nào. Nhiều lúc mấy hôm nay tôi bị quả gì, tôi chơi mà tôi bay mà không có con yên cửa đó. Nó hạ tôi xuống giữa biển nè. Đang bay lên trời nó hạ tôi xuống, may là cái giáp này nó có cái cánh chứ không là tôi hẹo từ lúc nào rồi. So. Và anh bạn này có màu xanh mụn chấm trắng. Mấy con rồng này nhìn màu rúng đột biến luôn á trời. Ở trong phim nó đâu có vậy đâu, nó đâu có độc lạ vậy đâu không. Ở mình có thể lấy dây buộc mình buộc lại được không? Không nghe mấy không, không dây buộc không thể nào mà buộc được nè. Ở được kìa. Ui dây buộc buộc nó được kìa. Một phát hiện rất là siêu hay ho đó. Hồi nãy mình buộc chung ba con rồng hai đầu lại là mình xử một cái một luôn rồi. Mình chỉ tốn một bình thuốc thôi. Ui là trời. Ok, let's go. Bên mé này hình như đây. Đây là rồng cổ màu vàng. Được thôi. Thịt bò sống. Đối với những con mà bay xà lơ như thế này thì mình cũng không biết sao nữa. Lúc trước là mình thấy nó ở trong cái mé gần cái nhà mình, nó vòng vòng cái chỗ này nè. Nhưng mà không biết vì sao nó bay ra biển. Còn cái nữa kìa, đó, cắm đầu xuống nước. Mi con rồng nó tiếu. Thôi, chúng ta đã hồi phục được ba màu của anh bạn Ronco nha. Đỏ, xanh, vàng. Ơi, nhìn quen ta. Hình như là ngay cái ngã tư nào cũng có không? Nguyên cái hệ thống đèn xanh đèn đỏ này mấy ông. Tục thiệt chứ. Anh bạn Deadly có màu, chúng ta có màu tím. Trên kia có màu xanh, hình như màu xanh kia chưa có. Con Deadly này thì nó cũng giống con Ronco. Con này nói chung là nó cũng hiền, nhưng mà móc tới vũ khí là nó hơi đen. Theo đuổi em. Không cho em chạy đâu hết. Cô gái là phải cua như vậy. Mới đi rồi. Yes sir. Cái màu này màu đột biến. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy con rồng nào mà màu nó sặc sỡ như thế này cả. Chỉ có rồng đột biến thôi. Chắc mình mà lỡ tay móc vũ khí ra chắc là nguyên cái đám rồng này nó bèm chết con này quá. Đồng ý đi. Tối rồi, đừng có lưỡng lự nữa. Ok, sir. Ơi, tôi thấy rồi đó. Mèo thấy gì không? Đó. Ok. Con rồng con cô này nó có màu hồng. Nhìn phát là biết con này cũng được thằng gái liền luôn rồi.
Mấy ông nói con này con đực chứ tôi giả mồm mấy ông. Ui, ơi con rồng này nó đúng hiền luôn á, bấm một phát nó ăn luôn nè. Ok, không có ai nữa rồi, không có cái rồng nào nữa hết. Ui, con Deadly này có gì vậy? Ui, con Deadly này ở đâu nó bị mắc kẹt chỗ này kìa mấy ông. Ui, hình như là màu này là màu đặc trưng của con Deadly hay sao nè. Không. Ui, nó bay lên rồi, đây rồi. Con này thì nó có màu xanh nhạt. Ui là trời, cái bọn cộng nó bay heo này mệt mỏi vậy. 78%. Con Nightfury nó lại rớt cái vẫy ra cho tôi nữa. Thôi, gần 2 stack vẫy luôn. Mía gớt vẫy gì gớt lắm vậy, như rụng lông vậy. Lì quá ta, anh bạn Deadly này hơi lì á nghe. Rồi, ok, xong rồi. Mình đã hùng phục thêm được 4 màu của anh bạn Roncon này. Mình check thử là con Roncon này nó có đến 9 màu. Phải thật chứ, nó có đến 9 màu mấy ông lận. Chúng ta đã có tổng cộng 5 anh bạn Deadly rồi. Giờ mình chỉ còn thiếu 5 anh nữa thôi. Nói chung là cũng hơi bị mệt đấy chứ không phải đùa đâu. Và khi đã đưa đám rồng đủ màu đủ loại này vào hang thì mình lại tiếp tục lên đường đi xa hơn nữa để tìm thêm những loại khác màu. Lần này thì mình bay luôn ra ngoài những bãi đá bờ biển để tìm luôn những chiếc tàu của bọn họ săn. Ui, thằng này nó mặc quần kim cương luôn hả? What the hell? Dân làng mặc quần kim cương luôn kìa. À lộn, chiến binh dân làng chứ. Nè, vãi đồ, giàu dữ vậy sao? Lên đời ơi. Chỗ này tôi đi tới chưa? Ơi cái vùng biển này tôi chưa đi bao giờ nè nên nó không có hiện ra nè. Nói chung cái map này, nói chung cái mod pack này nó không có gọi là nhẹ lắm mấy ông à. Nó nặng vãi linh hồn luôn. Trời ơi, đồ họa thiên nhiên của cái mod pack này tôi nói ông, nó đỉnh nè, thấy không? Wow. Ui, ở đây có Deadly nè. Ê, để tôi check nha. Con màu hồng có rồi, con màu tím này, từ, để tôi check lại xem. Con này có chưa ta? Hình như có rồi. Ơi, ở đây có con nè. Ôi, con này màu chưa có nè. Wow. Thịt gà tới chơi. Ui, được rồi. Mình tỉnh. Cái gì cũng bình tĩnh, đừng thả tôi xuống. Thấy rồi, yes sir. Ok, chúng ta đã có được anh bạn Deadly màu này rồi. Hình như màu này là màu cam. Và đó là Night Fury. Con Shrew màu đỏ nè. Con này chưa có nè. À, tôi chưa nói cho mấy ông biết là tôi đã xóa cái bản mod mà bay theo cái kiểu mà chân thật đó nha. Định mệnh cuộc đời. Bay cái bản mod tới xong tôi muốn trầm cảm luôn á. Tôi hết muốn chơi Minecraft luôn. Kiểu nó chống mặt phải. Ui, con này mắt xanh nè. Vậy giờ múa nó đi. Sao lắc dữ vậy? Màu của con Shrew này nó đẹp được chứ. Nhìn nè, đen sọc đỏ. Nhìn đúng giấc loài rồng luôn á. Nhìn nó không có bị đột biến, bị hoa há gì hết. Thôi, cho khứa này nó hồi phục cái đi. Mẹ, cày thế nọ. Con chó Nightfury này. Mẹ, cày mày lắm nghe. Hình như con này có rồi, thôi. Mẹ, chó. Bạo lắm nghe. Hồng phục lần xong rồi. Ui ui. Mẹ, cày thế nhiệt. Nhiều lúc cay thật sự. Hùng phục lần xong rồi. Mình chú ý đợi nó hồi phục xong mình mới dám leo lên mà nó phun chết con này luôn mới ác chứ. Không có tin được. Cái giống rồi Nightfury quỷ quá gì. Ui. Ui, Roncon nè. Ui, màu này chưa có. Ăn đi con rồng béo ú. Nhâm. Nên mùa thu hay sao mà lá rơi dữ vậy. Nhìn nè. Lá rơi phất phới luôn. 7% nữa thôi là chúng ta bế anh Roncon màu nâu này. Ôi xong luôn rồi nè. Con này hiền vãi. Con Roncon màu tím hả? Ok, tôi chắc rồi, màu tím tôi chưa có. Bế em này về nhà luôn. Mỗi lần mà tôi hùng phục một con nào hay là tôi thấy bất kỳ con nào gì nó có màu lạ hay là một cái màu nào đó tôi chưa nhận ra thì tôi sẽ check thử xem liền. Nếu không là hùng phục về cho cả đống mà nó trùng màu thì tôi lỡ tay nào gì mà hủ tiêu bọn nó được. Tôi là người yêu rồng mà, làm gì mà tôi làm ba cái chuyện xà lơ đó được.
Mi nhìn nó kìa. Tục thiệt chứ. Lú cái đầu lên thống chuyện hả? Thống chuyện thôi. Nhi, có thêm con ngỗng lại kiếm chuyện nữa kìa. À, nhiều chuyện hả? Nhiều chuyện. Ok, chúng ta bới được anh bạn rồi. Anh bạn này mập quá. Trời ơi, bé ú. Rồi, xong rồi. Tôi kiếm được nhà của ai nè. Ồ, một khứa dân làng. Mà xuống. Rồi. Ui. Ơi. Ơi, bọn này đánh dân làng. Ui. What the hell? Nó cướp cái gì của dân làng vậy? À. Ơi, mấy này lưu manh vậy. Ui. What the. Ban điếc. Oh my god, nhìn nè. Ồ, vậy là khứa này là khứa ban điếc sao? Tôi lỡ chay đồ cái giận mất tiêu hết đồ lúc nãy luôn rồi. Ui, lại thêm một con sardine màu đỏ kìa. Ui, ơi lần này nó cho tôi gỡ rồi, nó cho tôi gỡ rồi mấy ông à. Ui, có thêm một con ở đây nữa nè. Wow. Ồ, sardine màu xanh lá cây. Và cũng là Night Fury. Vô công việc nào. Trời ơi, cạp có hấm đâu mà cạp. Ồ, ơi. Ok. Hình như con màu vàng này tôi chưa có nè. Con này có 6 loài à. Nếu mà tôi hồi phục đủ là xong luôn á. Ui. Né cái đòn đánh con này Fury ra nghe. Nó phun một cái trúng. Ý. Nó phun tới kìa. Ôi đây rồi. Né. Rút. Mày phun. Đánh nó đi. Ở cái kiếm mình nó chém tôi hết lỗ quá ta. Ôi, đây là rừng Thaira. Có một quả núi tuyết rất là lớn nằm ở đây. Tôi hy vọng mình sẽ có một con gì đó. Đây, ơi cái chỗ này thường xuất hiện rồng ba đuôi mày mấy ông nói không? Mấy cái quả núi tuyết ở đây làm cho cái máy tôi nó chịu hết nổi rồi. Nó SOS. SOS. Cứu tôi. Ê. Ui, ở đây có con nè. Ui. Ở đây con tạo nữa mấy ông. Sát kế bên đây luôn nè. Ui. Có một trắng nè. Ui bên kia có thêm một con kìa. Ui. Con này nó có màu bạc. Wow. Bên đây con shrew nhưng mà có đen hồng. Màu này chưa thấy bao giờ. Ồ, ở bên kia là tôi chắc luôn nè. Tàu cháy thì chắc chắn là one shot nightmare. Cháy thiệt. Thôi, được rồi. Chúng ta có thứ chúng ta làm rồi. Ồ, ở đây có thêm hai con rong cồn nè. Ơi, con rong cồn này tôi chưa có phải không? Tím sậm luôn, một con này nó tím xanh như mình. Cái mục nó xanh lè hơn. Wow, ê, con rong cồn chưa có nè. Yahoo. Đó, mấy ông thấy không? Hai màu này khác nhau rõ ràng luôn nè. Một con là tím đậm, một con là tím nhạt. Mà nhìn cái mục nó là thấy liền à. Tại cái mục con này nó, con kia nó xanh hơn, con này nó xanh nhạt. Hình như anh bạn đằng đó là lai hay là nai ta. Màu bạc. Kiểu mà không phải là trắng tinh mà là trắng kiểu mà trắng xám. Ui, con shrew này màu đúng đẹp luôn nè. Ui. Trời ơi. Giật chết con này luôn rồi. Con shrew này màu đúng đẹp luôn nè mấy ông ơi. Con này nó màu đen, nó kiểu cánh nó có viền hồng. Màu này chắc hơi bị hiếm á. Wow, ơi cái con này màu đúng đẹp luôn nè. Ôi nhìn nè, cái màu nó xịn dữ vậy sao. Con kia thì nhìn nó chiến vậy. Con này nè, nhìn kiểu đúng gọi là dân đi xâm lược luôn. Còn con này là đúng kiểu hắc ám. Rồng được sơn màu có khác. Không khác gì phai. Rồi, để mà phụng phục anh bạn kia thì mình cần biết anh bạn kia là Night Fury hay là Light Fury. Ồ, đây là Night Fury. Ui, màu con này nó xịn chứ trời. Con này là hiếm lắm luôn đó phải không? Lúc đầu tôi nhìn thì tôi cứ tưởng nó là Light Fury vì nó là màu sáng, nhưng không, con này là Night Fury. Một màu có thể nói là bạch tạng. Night Fury là chỉ màu đen thôi nhưng mà không hiểu sao con này nó lại là có màu sáng. Cái người làm ra bản mod này rất là lạ lùng hả? Lúc đầu là cứ tưởng nó Light Fury nhưng không phải. Tôi định uống thuốc cái gì? Nếu mà Light Fury là tôi định uống thuốc tàng hình rồi đó.
Tôi định chơi luôn á, nhưng mà may là tôi kiểm tra kỹ, nếu không là tôi uống nhầm bình thuốc rồi. Ui, ui, what the hell? Ủa? Ủa? Tại sao có một con heo địa ngục nó ở dưới chỗ đó được? How? How? Làm cách nào được nhớ? What the hell? Thế giới này nhiều chuyện phi lý vậy. Ui, ở đây có nguyên cái ổ con Deadly nè. Ui ui, mấy cu xuống đây. Trời ơi, nó lắc kìa. À, lấy quả trứng. Rồi xong. Thì thôi, chúng ta không làm hại gì anh bạn Deadly này cả. Chúng ta lấy quả trứng thôi. Ui, có con Shrill nè. Ui, 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 có con Shrill tự nhiên nè. Tôi chắc kiểm tra rồi, là khứa này tôi có rồi. Thôi, khỏi đi. Ở đó tự do đi. Nguyên cái chỗ này mà không có nổi một con rồng nó xình thôi ra tôi cũng quỳ. Cảm ơn đi game ơi. Ê, ơi, 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 con gì đó. Ui, con Shrill này chưa có nè. Wow. Màu này màu gì đây? Màu này đặc biệt á, màu này đặc biệt á. Kìa, mấy ông thấy gì không? Nai Fury nè. Đen sọc tím hả? Ồ, nói chung đen sọc tím có rồi. Ui, ở đây có thêm một con Shrill nè. Con này có rồi. Con này nó màu tím tím. Ui, ở đây là núi sắt mà. Thôi, đánh dấu lại. À, nó bay lên rồi là mình không thể nào mà kích lửa được nó. Vũ khí từ xa thì nó sẽ bay lên nó để nó trốn. Rồi xong. Dậy và múa nữa đi. Sao không dậy và múa nữa đi? Trời ơi. Đồng ý. Ôi ok, let's go. Xong rồi. Và sau vài chục ngày bay khắp nơi, mình bay sao mà tìm được luôn hang ổ của bọn rồng Speed Tingle. Bọn này có màu xanh lá nhạt, không giống như bọn rồng lúc trước trên đỉnh núi mà mình đã gặp là màu xám. Thì mình xem trên bí kíp thì mình biết được là bọn rồng Speed Tingle này nó có đến 4 màu. Mỗi màu của nó là mỗi màu của hệ sinh thái khác nhau. Ui, cắn nó đi. Quay tới công chuyện. Đông quá. Xin lỗi. Bọn rồng này không bị ảnh hưởng bị cái đòn đánh lửa đó sao? Mày đi. Ui, nó có rớt cái trứng rồi nè. Khi mà mình tiêu diệt nó có rớt cái trứng nữa. Còn bắn chết không? À, cũng đi à. Ui, nó rớt cái quả trứng nữa kìa. Ôi, rồi, dụ con lớn ra để mà mình nhìn nó, mình lấy, mình làm cái nhiệm vụ. Rồi nhìn cái coi, đừng có nhảy tới nhảy luôn nữa. Kìa. Mệt, đi ra đây. Cái con quỷ này. Thằng xuống nước. Mệt quá. Rồi xong. Rồi giờ mày tới công chuyện chứ đâu. Mày đi. Khi bắn bọn này còn rớt. Ra trứng nè.
Đây, trời ơi xém mém tôi bỏ quên. Phải đóng trứng ở trên này. Mà khi bêm tụi nó có thể gớt ra trứng nữa. Ở trong đây ba con deadly luôn. Tôi phải nhìn cái chân nữa mấy ông à. Con này là cam, chân nó màu xanh. Ê, hướng này chưa có nè. Hướng này chưa có. Rồi, chúng ta lại phải đáp xuống nữa rồi. Ôi, trời sắp tối rồi đó deadly à. Mặt trời đang dần xuống. Cậu phải cho tớ hồi phục lại lên. Cậu mà sờ lơ một cái tớ móc kiếm ra phan cậu đó. Rồi đó 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 đó. Trời ơi nó vừa nói phan đó. Nó cho tôi đâm đầu vô cây. Rồi được rồi được rồi được rồi. Ui vừa tới nhà khi trời tối luôn nè. Trời vừa lặn xuống luôn. Quá trời mệt mỏi. Chúng ta hiện tại đã có 9 anh bạn Ronco rồi ha. Nếu mà tính thêm một cái con Ronco mà nó có cái hẻ cái tên là cái gì, thêm cái con gì giống trong phim đó, thì tính thêm con đó lên là 10 con. Rồi bây giờ hiện tại là có 3, 6, 8 rồi. Chúng ta còn thiếu 3 con nữa thôi. Đối với con Deadly này nó có đến 11 màu mấy ông luôn. Thôi ôi nó có đến 11 màu luôn đó. Còn làm sao nó ngồi đủ cái chỗ này. 11 màu luôn đó. Mới đi. Hiện tại tôi mới có nhiêu 3, 6, 7 rồi. Mới có 7 màu. Tụi Terrible này tôi nhớ không nhầm hình như là có 6 con. Như con màu vàng là mấy con còn hiếu luôn á. Đúng luôn nè mấy ông ui. Tôi hiếu con màu vàng luôn nè. 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu, 6 màu. 3, 6. Đủ rồi phải không? Đủ 6 màu luôn rồi nè. Oh. Ủa 1, 2, 3, 4 5, 6 7. Ui, nó có 7 màu luôn hả? Tổng cộng mình đã có 8 loài shrew đó. Ồ, mỗi con một màu nữa thấy không? Mấy ông thấy không? Nè. Con này xanh, con này trắng, con này hơi tím, con này nâu, con này xanh lá cây, con này nhìn nát. Màu này màu gì tôi không biết nữa, màu hắc ám, màu đen đi. Màu này là đen đỏ, còn màu này là cam nâu, nâu đỏ sậm. Nhìn quen quá quen. Trời ơi. Ôi, đối với Night Fury là chúng ta. Ôi, con nàng Night Fury này né cái bọn Lumen này ra đi. Nhìn nó hơi tục. Rồi, tôi biết tôi thiếu màu gì luôn rồi mấy ông. Đó là màu đen trơn. Ôi vãi. 3, 6, ơi, tôi thiếu cái màu đen trơn luôn á mấy ông. Là cái màu mà nó không có gì ở trên lưng hết á. Nó chỉ là cái màu đen thôi à, màu đen trơn luôn á. Gì hết á. Là nó đó, giờ tôi thiếu chỉ mỗi con đó thôi là đủ rồi đó. Đủ Night Fury. Còn Night Fury này thì tôi không biết sao, tại vì chỉ mới có một ẻm thôi à. Qua ngày hôm sau, mình lại lên đường làm cái việc này. Lần này là bay đến chỗ của mấy con tàu hở săn rồng lúc trước đã đánh dấu, để xem là những con Night Fury mình không giải cứu lúc trước nó có đúng như cái màu mình cần hay không. Vì lúc trước mình đi mình chỉ đánh dấu lại thôi chứ mình không có check kỹ. Thì mình bay hết 3-4 chiếc mà cũng toàn là thấy màu giống nhau, chỉ toàn là sọc xanh, sọc đỏ, sọc tím. Mà ở cái vùng đối tiếc cũng có một con ở đó nữa, mà màu này mình cũng đã có luôn rồi. Và cũng có bay qua luôn những khu vực rừng thông Văn Sam để kiếm những anh bạn rồng ba đuôi. Nhưng su là tôi chẳng thấy con nào cả. Và khi bay đến tối, mình lại bắt gặp ổ của một con shrew. Mà để ý kỹ thì thấy nó hơi lạ lạ. Nên mình dò xem bí kíp thì biết đây là loại tôi chưa có. Con này nó có màu đen, sọc tím. Còn con ở nhà mình có rồi là màu tím, sọc tím. May là tôi để ý, nếu không là bỏ lỡ một cái con như thế này rồi. Mỗi lần mà bay đi tìm thấy con rồng nào đó có màu lạ lạ là tôi dò bí kíp với chắc lại ở nhà liền. Vì nếu mà bắt lầm nhiều quá đem về nhà sẽ không có chỗ ở, bọn nó sẽ trở thành người vô gia cư mất. Nên mình phải kiểm tra thật kỹ, dò quan sát từng chi tiết màu của nó để tránh bỏ sót. Vì đâu phải muốn tìm nó là lúc nào cũng tìm được đâu mấy ông. Trừ khi là tôi chỉnh xác tạo triệu hồi mở nó ra cho rồi. Rồng cổ này, ơi con màu này khó chưa ta? Con rồng cổ màu này khó chưa? Nhìn nó hơi mụn. Từ từ để tôi check thử coi. Mà con này nó hơi khó nhìn bây giờ. Chỉ còn thiếu một loại duy nhất của con rồng cổ nó thôi nên cũng hơi bị khó. Màu này chưa có mấy ông ơi, màu này chưa có phải không? Tin tôi đi, màu này tôi chưa có đâu. Hệt bò. Màu này chưa có đâu. Tôi hy vọng là thế thôi chứ tôi không biết. Đồng ý. Ôi, chân màu xanh, con này là xanh nước biển hả? Cánh thì nó có viền tím và hồng, chân xanh, trên người cũng xanh. Ui, con này màu con này chưa có mà. Ui. Rồi, Mini ơi, đáp xuống nữa Mini ơi. Rồi,
tạm dừng chân chỗ này. Rồi, đa số mình bắt là toàn là xa lá cây mà, nên mình nhìn cái màu con này mình thấy nó kiểu gọi là thấy nó lạ lạ, nên mình để ý liền, mình check thử lại xem, ai ngờ ầy ra là thiếu. Thế là bế nó về nhà luôn. Mới vừa nhảy lên lưng một cái thôi, đồng ý luôn. Trời ơi, dễ thương hết sức. Khi bay đến một hồ nước, kế bên là một rừng sồi sẫm, thì may mắn mình tìm được luôn cái biệt thự siêu to của tụi mafia. Mình dò quan sát xung quanh xem tình hình rồi đánh dấu lại chứ không có đi vào liền. Quay trở lại những con thuyền của bọn thợ săn rồng, mình kiểm tra thêm một lần nữa để xem mấy anh bạn Night Fury màu gì. Vì mình còn thiếu một màu duy nhất, đó là màu đen xì. Nó không có sọc, không có chấm gì hết. Đây chắc chắn là cái biệt thự to nhất trong các bản mod mà mình chơi. Lối đi trong này nó sầu hoàng phức tạp hơn, đồ trong này cũng nhiều hơn. Nhưng mà sao thấy căn cứ to chà bá mà có mấy tên cướp vậy nè. Những cái rương trong này đôi khi mình sẽ tìm được những mảnh Illunai để chế ra bàn nguyền. Và Illunai cũng là năng lượng cho cái bàn nguyền này. Nó sẽ nguyền cho giáp, cho vũ khí. Nhưng mà khi ép vào là tôi thấy nó toàn ra mấy cái dòng lời nguyền ràng buộc. Lời nguyền biến mất rồi sao dám dụng. Cái rút Lightning mà mình tìm được trong rương là một mảnh để ghen giáp da, hành như giáp của bọn Illager. Và khi chế tạo với đá mịn nữa, nó sẽ ra thành một cái khối để mình đặt và triệu hồi ra được Stone Golem. Mày đi. Mày đi, thêm một thằng. Hello. Tụi bay thấy tao chứ? Hello. Tao hú lên là tụi bay dễ cứu tao nha. Hết hồn, trời ơi. Invoker, ấy mấy con Invoker trong đây tôi thấy nó nó còn gớt ra mấy cái mảnh này nữa sao? Bí ngô. Ê, nếu mà tôi kích hoạt chỗ này là ui, Stone Golem. Wow. Đi hết bên trên thì mình lại đi xuống dưới. Và có một căn phòng dẫn sâu xuống lòng đất. Dưới này mình tìm thấy quá trời rương thì chắc chắn là sẽ giàu to rồi, nhưng không. Rương toàn chứa mấy cái thứ xà lơ. Cái này là gác chứ đồ đạc gì. Rồi đi đến điểm cuối cùng là một căn phòng có một con quái rất nhiều máu. Thì mình biết ngay nó là boss và tên nó là Adjudicator, người xét xử. Này, đâu rồi? Trốn rồi. Ghê vậy, móc điều ra luôn hả? Móc điều ra luôn hả? Đây, mình cho nó cháy cháy như là Wi-Fi chơi á. Ui, đông gì? Đông gì? Đông gì? Cháy như là Wi-Fi. Hơi nhiều rồi đó. Tao nhây với mày hơi nhiều rồi nha. Đi. Ok. Và quá dễ dàng để mình tiêu diệt được tên này. Và khi nó hiểu, nó gớt ra một cái cờ hiệu với một cái vật tổ enchant. Và mình cũng chưa từng thử công dụng của cái vật tổ này, nên cũng chưa biết là nó sẽ như nào. Nhưng mà mình sẽ giải cứu anh bạn này. Cứu ơi, cứu. Cứu, cứu, cứu. Đây rồi. Trời ơi, tao trả tự do cho mày đó. Mày bay đi đâu mày đi đi. Trời ơi, vừa nói nó bay luôn. Trên đây nó có để một cái gì? Một cái lốc. Ui, đổi cái được hay chồng. Tôi nghi nghi lắm mà. Đổi cái được chính mảnh này nè. Và khi đã khám phá, quét sạch địa bàn của tụi mafia thì mình dẫn những người bạn rồng này quay trở về. Thì lúc ở nhà, mình lỡ tay mình bấm còi phát, tất cả loài rồng nó bay theo. Thế là mẹ cây thế nhộ. Tôi lỡ dùng cái còi này tôi hỏi một phát nó bay theo luôn kìa. Trời ơi, mẹ cây thế nhộ. Mình phải dìu dắt từng đám quay trở lại vị trí. May là cái còi rồng này nó có thể chọn bất kỳ nhiều loài rồng khác nhau nên mình cũng đỡ. Chứ mà nhắn chọn từng con chắc tôi chết. Rồi khi đã sắp xếp xong vị trí chỗ ngồi cho bọn nó thì đã đến lúc mình cho nó ăn để mà nó đẻ trứng. Và nếu đã có trứng rồi
thì mình đến chuyên mục ấp trứng, chờ đợi trứng nở. Rồi, đã xong cái phần đốt rồi. Giờ thì đến cái phần cho cái lũ này nó ăn, để mà nó đẻ ra mấy quả trứng cho mình. Để cho Night Fury ăn thì chúng ta cần sáp ong. Mình sẽ cho tụi nó đi tự do. Đó, rồi cho tụi nó ăn. Nó sẽ đẻ ra trứng cho mình. 2, 4, 6, 7. 7 như vậy là phải được 3 quả trứng chứ. Ơi ơi nè. Ồ, đây rồi, đủ rồi. Mình sẽ đi đến Hideous Zippoback. Những chú rồng hai đầu. Ở đây thì mình có 4 con, nên mình sẽ chuẩn bị ra 4 tô súp hợp cẩm. Đây rồi, hai quả trứng luôn. Ồ, hôm nay lại là trời mưa sao. Nhìn vào là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Yes sir. Xong rồi đó nghe. Đây là trứng của Hideous Zippoback. Khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó cho mình được cái gì? Ồ, một khối kim cương và 20 cái Andesite Alloy. Sao con này nó bật lửa cháy như là Wi-Fi vậy? Tôi không làm gì nó luôn nha, tôi chỉ kêu thôi. Tôi chỉ cho bọn nó ăn xong để bọn nó giao khối để trứng cho tôi thôi, mà nó làm vậy thôi. Nóng tính quái hò. Rồi rồi, chúng ta sẽ đi đến hai anh bạn đồng ba đuôi này. Rồi, giao khối đi. Đây rồi, đây là trứng của anh bạn rồng ba đuôi sao, cũng gai gai nè. Trứng này mình chưa nhìn, nên giờ mình nhìn vào mình sẽ hoàn thành luôn phần nhiệm vụ. Yes sir. Đối với bọn Serial này thì tôi nghĩ là tôi gần như là full màu của bọn này rồi. Mà tôi có trong túi hiện giờ tôi có như 6 quả trứng của nó nữa, nên thôi khỏi đi ha. Tao không cho bọn bay sinh sản nữa đâu, tụi bay đáng bị tuyệt chủng rồi đó. Ăn vô, đẻ lắm vô. Deadly và Ronco sao? Deadly thì mình có bao nhiêu quả? Deadly mình có 3 quả nè. Ronco có 6 quả nên mình sẽ không cho ăn thêm nữa đâu. Rồi, đây là trứng của Serial. Tóm lại có bao nhiêu trứng là tôi lấy tôi ấp hết á. Ơi bọn này mà đẻ ra một lần chắc tôi cái máy tôi nó chịu nổi không trời. Nhìn không khác gì mấy trái mấy trái quỷ trong Blockwood á. Quăng ra flash với người ta đồ. Áo mà Canada chứ. Con nào sẽ là con? Ý, đây rồi. Ui, nó nở ra càng ngày càng nhiều mấy ông luôn. Ui, đông quá. Ngồi xuống. Càng ngày càng đông. Ôi, bọn này ăn tốn thịt nghe. Tôi sợ bọn này nó phát triển lên á, nó sẽ bèm mấy con kia. Mình phải dùng thịt. À, nó cũng ăn thịt nè. Kỳ lỡ thịt luôn, thịt nào nó ăn cũng được hết. Ui, con Deadly nó nở luôn rồi nè. Ui, cái màu con này hình như tôi chưa có nè mấy ông. Màu xanh chân tím. Ồ đúng nè, mà con này chưa có luôn nè. Xanh đuôi vàng. Trời ơi, đông quá. Tôi không biết cho mấy chú ngồi đâu nữa, nhưng mình ngồi đổi đi. Lần ăn tiếp theo của bọn này nó còn đến gần 3.000 giây. Mớ ôm nó lâu. Để cho nó phát triển toàn diện luôn là cần đến 4.400 giây. Mấy con này sao? Ừ, cũng 4.000 mấy giây. Tóm lại là con nào cũng 4.000 mấy giây hết. Nhưng mình tức một cái là sao nó không trả cái tô cho mình. Nó ngậm hoài luôn. Mình không biết là mấy con rồng. Ờ ok. Đây rồi, chúng ta có thêm một anh bạn mới nữa nè. Phục cái được luôn. Màu của con này. Ơi, Night Fury. Nó không ra một con. Ơi, bọn Serial cũng ra luôn rồi nè. Ui, con màu xanh này chưa có nè. Wow. Đủ chưa? 4 con Night Fury. Quả này mới có 53% mà. Trời ơi, nó lâu. Ui, con Night Fury này nó. Con này là đen sọc xanh. Ui, con này cũng đen sọc xanh nhưng mà nó mắc cam. Con này là đỏ nè, đen sọc đỏ. Và con này cũng là đen sọc xanh rồi, su thiệt chứ. Nó không có ra cái màu đen xì rồi. Nở đi. Tôi hy vọng là cái màu gì đó rất là ok la. Chiến người chiến còn chơm. Đấy rồi. Màu xanh lá này hả? Hình như màu xanh lá này chưa có. Lúc mình ấp trứng bọn Ronco thì mình quên mất là đã có bạn bình luận nói mình trứng của bọn này nó sẽ nổ khi nở. Thế là nó nở ra phát, làm nguyên một cái lỗ to tròn vo. Mà cũng may là nó không có ảnh hưởng gì đến mấy cái quả trứng ở bên cạnh. Cái gì á? Ủa? Tôi có ấp trứng nó đâu? May quá, nó không có ảnh hưởng gì tới mấy quả trứng bên đây. Thì ra là mấy quả trứng của con Ronco nó thế sao? Trời ơi, cuối cùng cũng sắp nở rồi, 99% rồi. Lũ đầu ra đi mấy con à. Mấy con rồng của bố ra đây, bố cho ăn thịt heo hôm ngon bổ dưỡng, mời bạn ăn nha. Đây rồi. Ui, hai con màu này. Ui, hai con màu này chưa có nè.
Ui, ui, quá trời nổi rồi, quá trời nổi rồi. Con này cũng là màu mới nè mấy ông. Xanh, cánh nó có sọc xanh lá cây. Và con này là xanh lá cây, ok. Đi theo tôi. Vậy là chúng ta được thêm 3 con màu mới của Monstrous Nightmare. Đó là con màu màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh, xanh nước biển. Rồi, đó là những con rồng mới của chúng ta. Rồng lửa thì khi mà nó đứng sát với nhau thì nó bật haki lên thì nó không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà mấy con rồng khác khi mà nó đứng kế bên thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi, đi đến cái quả trứng cuối cùng. Quả trứng mà chúng ta luôn ao ước có thể chinh phục được, muốn có được, đó là Nightlight Fury. Mình sẽ dùng sáp ong, mình sẽ cho con răng súng của mình giao phối với cô nàng Light Fury này. Rồi, ngồi xuống. Rồi xong, giao phối. Ý, đây rồi mấy ông ơi, đây là trứng của Nightlight Fury. Rồi, chúng ta sẽ đợi thêm 1000 mấy giây nữa. Nhưng mà không thể đợi không như thế, mà chúng ta sẽ đi cho rồng ăn. Trước tiên là mình sẽ cho bọn nó đi tự do, xong nhét súp vô miệng nó. Rồi, đẻ trứng đi. Xong. Rồi, cho hai con này ăn trước. Đẻ trứng ra đi. Đó. Đây, thêm một quả trứng nữa, let's go. Giờ chắc mình trở thành ông chùm đỡ đẻ rồi. Bọn này đẻ lắm. Rồi, giao phối. Đây rồi. Tiếp đến là anh bạn có màu bạch tạng này với anh bạn mắt xanh. Giao phối đi nào. Đó, thêm một quả trứng nữa. Thôi, mấy cái quả trứng này nó không như trứng gùa ha. Nó như quả trứng gùa, chắc tôi chắc khóc hét, lỡ đi ngang dẫm phải đi luôn. Đối với Hades thì nó ăn cá hồi nè. Night Fury cũng vậy. Nightlight Fury cũng ăn cá. Con này thì ăn thịt bò ha, chết cha hết thịt bò rồi. Trong lúc chờ mấy quả trứng này nó nở thì tôi sẽ làm một chuyến đi về nhà, rôm thêm một mớ thịt bò nữa, với chay thêm một miếng cá nữa. Chứ cái tình thế giàu ăn nữa, lộn, chứ cái tình thế này là không đủ để cho bọn nó ăn rồi. Với cái kiếm này nó có sắc bén 4, sửa chữa nhặt 3. Rồi, ok. Tỷ lệ này là tỷ lệ gớt thần thánh này. Không thể nào mà đỡ được đâu. Rồi mấy thằng dân làng mà nó làm người trao đổi cá của mình đâu hết rồi. Phụ nội nó đi ra tuốt ngoài đây. À, mình nghĩ chắc nó đi bắt cá thôi. Còn thằng nữa. Hello. À, đây rồi. Thì ra là trốn ra tới ngoài đây đi chơi. Không lo làm việc thăm ngàn gì hết, mà trốn ra ngoài đây đi chơi. Ui, con này nó bay trong buồn cười đúng không? Nhưng mà đặc biệt một điều là anh bạn Speak Tingo này của tôi vẫn chưa có một người bạn đồng hành, một người bạn để nói chuyện cùng, một giống loài cùng dòng họ, cùng dòng máu đó. Ồ, lúc trước là mình thấy ở ngoài sa mạc có một con Stingo màu đỏ đỏ cam cam, mà mình không biết lôi nó về. Mặc dù là mình đã lấy rồng, mình bấm sát vào nó để chở nó về, nhưng mà không được. Thế giờ anh bạn này vẫn còn cô đơn. Xin lỗi nha. Mặc dù tao không muốn mày vậy đâu. Mày đã đi với tao từ đầu game tới giờ, nên giờ tao không thể nào mà cho mày cô đơn như thế được. Tao sẽ cố gắng làm mày hạnh phúc hơn, rồng à. Chúng ta quên mất, chúng ta còn mấy cái thứ này chúng ta được chưa đụng tới, phải không? Đây là bộ giáp của bọn villager. Villager. Đây là một cái bàn phù phép, rất chi là phù phép. Cái mảnh này nó cứ tưởng là mảnh vỡ cổ đại, nhưng không, nó có thể chế ra được một cái khối như này. Và cái khối như này khi mình đặt, nó y chang là khối sắt vậy đó. Nó sẽ chế tạo ra được con golem người đá. Tôi đặt nó trong nhà luôn để bảo vệ mấy thằng dân làng. Rồi sau đó. Yo, yes sir. Hello bro, stone golem. Đây là lá cờ trong truyền thuyết đó sao? Mình còn thiếu cái nón với cái quần phải không? À, cái đôi ủng. Rồi, sau đó thì mình dùng tới cái bàn rèn này, ép nó vào, được một cái nón, một cái như thế. Ô, mình nhận được thành tựu cosplay. Mong mà con golem này nó thấy tôi cosplay, nó không quýnh tôi. À, ta là cướp đây. Các người đăng ký cho ta mau lên, nếu không là ta cướp trái tim của người đó. Xà lơ thật sự. Đối với cái mảnh này thì tôi đã cho mấy ông xem rồi. Đó là khi mình để cái quần này vô đây thì nó sẽ ra được. Hồi bữa là mình để vô thì nó ra cái lời nguyền biến mất. Nếu mà chết một phát là mất luôn. Nhưng mà làm sao mà tôi chết được khi mà tôi đang chơi sinh tồn siêu khó. What the hell, lời nguyền ràng buộc. Thôi thử cuốn nữa nha. Nó ra xà lơ một cái là tôi cho nó lên đường. Lời nguyền infamy. Ồ.
Đây là full set giáp của bọn cướp đó mấy ông. Mà bọn này không có đội nón. Đa số bọn này chỉ mặc giáp thôi, không có đội nón. Cho cầm nỏ nè, đúng rồi nè. Full bộ rồi, trời ơi, full bộ rồi. Ồ mấy ông à, tôi có một điều là ở nhà tôi chưa có cái chuông. Nếu mà tôi có cái chuông thì cái peo á, cái peo để cho bọn này đến buổi chiều tụi nó tụ tập lại để tụi nó bàn tán công chuyện. Lúc trước tôi đã tạo ra một cuộc chiến để báo cái làng này. À, thấy hồi nhỏ. Xin nhẹ cái chuông nghe, cái chuông này là mình không thể chế ra được nên. Đây rồi, đó. Sau khi mình gắn cái chuông lại, cái chỗ này là điểm tập trung của bọn nó. Nó sẽ không đi đâu nữa hết. Nó chỉ đi vòng vòng cái chuông này thôi, đến buổi chiều thì nó sẽ họp lại ngay chỗ này. Giờ với cái số ngọc lục bảo này thì mình không thể nào mà đủ để mà chay kiếm thêm cá, kiếm thêm sáp ong nữa. Nên là tôi phải làm thêm một chuyến đi báo làng báo sớm để mà lấy cái hiệu ứng người hùng bảo vệ ngôi làng để mà chay tiếp. Phúng phúng cạch hứa xong. Trời ơi, sao một ngày chờ của tôi thì cũng đã xong. Ăn mừng đi, bắn pháo hoa ăn mừng đi. Tuyệt vời. Bữa tối bắn pháo hoa là bao đẹp rồi. Vì bữa tối mới nhìn thấy mà. Chay thêm sáp ong nè. Thêm cá tiết sống. Cá tiết sống. Giờ mình sẽ bay một mạch đi đến vùng Badland để mà tìm anh bạn Stingle màu kia. Nói chung thì anh bạn Monster Nightmare này mình thấy bay khá chậm. Nhưng được một cái là nhìn rất hung dữ. Trong tất cả loài rồng thì loài Night Fury là loài bay nhanh nhất rồi. Tóm lại là mấy cái loài trai á, bay cả tưng cả tưng cả hãy cả hãy. What the hell. Ui. Oh. Ui. Tôi đặt luôn hình tụ giờ phiêu luôn nè mấy ông. Nhưng mà cái đặc điểm của con phun lửa này nó rất dở. Nó chỉ được một phát là bật haki lên, sau đó là lướt trên mặt nước anh như con sóng. Cháy cháy cháy, bố bố bà con rồi, cháy cháy cháy. Ở đây có thêm một cái vùng mũi băng nữa, mà cái vùng mũi băng này có con gì không? Ui, rồng hai đầu màu này có chưa? Ào của con Hideous Zippleback này tôi chưa có mấy ông à. Thế là thôi, đâu rồi, hút sức mạnh tới chơi. Ê, không được bay lên, đáp xuống. Nhét đầy cá vào họng để cho biết thế nào là lễ hội. Xin lỗi, lộn. Móc cây gậy định cho con kia ngồi xuống nhưng không, tôi móc lộn cây cuốc ra. Ok, rồi chúng ta đã có được, chúng ta thuần phục được anh bạn rồng này. Hình như là mấy con rồng cỡ lớn mới nó mới có thể chở được mấy con rồng khác. Chứ con Night Fury tôi thấy nó, tôi cưỡi tôi chở nó không có được. Ôi, màu con này có rồi. Rồng hai đầu này nó khôn vết, nó tranh thủ ghê. Nó dựa dẫm vào con Nightmare, nó leo lên đầu, nó cưỡi. Nó không cần bay, nó không cần tốn sức gì cả. Ui, Night Fury. Oh my god. Kìa, Light Fury kìa, đây rồi, đây là con thứ hai nè. Được xem cho biết nó xuất hiện trên bãi đá mà sao giờ nó xuất hiện ở bãi biển này nè. Oh, cô nàng này có màu trắng, sọc xanh. Màu trắng, chấm xanh trên người. Ý, đây rồi. Ha, trời ơi, Light Fury ơi, tao kiếm mày rất nhiều luôn á. À lộn, trời ơi, Light Fury ơi, tao kiếm mày lâu lắm luôn rồi đó, Light Fury. Thì ra là nó xuất hiện nó dọc bờ biển sao. Không là tôi may mắn gì luôn á trời. Mới bay có một chút được tôi thấy luôn rồi nè. Rồi, đây rồi. Ôi, nói chung là tôi cũng may lắm rồi đó. Vậy là tôi có thể nhân giống loài Light Fury này lên rồi. Trời ơi, nó khỏe á. Cuối cùng, cái mục tiêu của tôi cũng sắp hoàn thành được rồi, mấy không. Ui, con Monster Nightmare này nó có thể chở lần hai con. Wow. Ui, Hideous kìa. Thêm một con gọc hai đầu nè, nhưng mà màu này có rồi. Ui, ở đây có thêm một con Monster Nightmare mà con này màu xanh, sọc hồng, mắt vàng. Ôi, con này có rồi. Xin... Ôi, đây nè, đây, trời ơi. Ông ngồi một chỗ để con nghiệp đúng không? Đây. Con Stingle mà lúc trước mình hùng phục, giờ mình cho nó ngồi ở đây nè. Giờ quay lại đây mình đón nó. Được rồi nè mấy ông ơi, chở được nè. Thì ra là những con rồng bự nó mới có thể chở được những con như thế này. Giờ mình sẽ chở cái con Stingle này về nhà để mà mình giao phối với con kia.
nếu mà lòi chân như vậy thì mình sẽ để nó sống ở ngoài hang đi. Một lần nó có thể chở được 2 con là tối đa. Wow. Thôi, let's go. Mấy ông coi con Stinger nó bay kìa. Yahoo. Yahoo. Cánh teo mà sung dữ vậy. Ỉa. À, cái ổ con Skrill nè. Ấy. À, đi 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 đi. Trời ơi, nó quýnh chết con Skrill luôn rồi. Gồng hai đầu nẻ láo. Ui. Ô. Ô. Mày không thấy gì không? Shit, we'll try. Ui, ở đằng kia có thêm một con nữa kìa. Ồ, mà hình này, hình như con này, màu này có rồi. Ồ, 2 con luôn. Tôi phát hiện là màu con này tôi cũng chưa có. Tại vì con này nó, cái sừng con này nó màu trắng. Còn con ở nhà, con nhỏ là nó có màu vàng. Ồ. Thế là xong. Chuối nhủi liền. Trời ơi, thấy hương chưa kìa. Ôi. Ôi, đừng có manh động, đừng có manh động. Bình tĩnh. Ok, được rồi. Rồi, trận chiến giữa người và rồng. Khoa. 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 Ui, ui, có một con nữa kìa. Ui. Ui. Wow. Con này nó có màu đen cánh sọc trắng. Chạy hả? Sao mà chạy được? Còn nhiêu máu vậy? À, còn 3 mấy máu. Không sao. Cà hứa. Rồi, đây là con màu đen có sọc trắng. Ôi, trong lúc mà nó nằm như vậy, mình có thể lấy dây buộc, mình buộc nó lôi nó đi không? Ơi, xin lỗi. Ôi, nó còn 19 máu mấy lần. Ờ, được mấy ông ơi. Rồi, tôi sẽ lôi con này lại chung với con kia luôn. Nếu nó đồng loại thì nó sẽ không bem nhau đâu. Một con màu xanh lá và một con màu đen có sọc trắng. Hai con này thì 30 miếng thịt thì chắc là không đủ rồi. Rồi hết thịt bò luôn. Còn 33, còn 44. Rồi xong. Hết thịt bò, ăn thịt cừu được không? No. Ok. Rồi, bọn bay không ăn thịt này phải không? Vậy tao sẽ đi kiếm thịt bò cho bọn bay. Giờ mình chỉ hy vọng vào những ngôi làng ở gần đây thôi chứ. Bắn. Thợ săn với chúng tôi. Ê, nó có cái thịt bò sống nè. Thịt heo sống, có không? Ông có đổi từ Ngọc Lục Bảo ra thịt heo không? Mình không nhớ nữa. Ôi, đây nè. Trời ơi, cái kho đây đẹp, trời ơi. Wow. Đây, trong đây cả đống thịt bò nè. Chỉ nhớ của Dương là siêu phàm. Lâu não ca vàng thôi. Rồi, tôi rút ra một điều nữa là mình không thể hùng phục nó từ từ được, kiểu như là mình đi xa nó rồi là cái tỷ lệ hùng phần trăm nó sẽ giảm xuống, kiểu như nó mất dần. Bây giờ rồi tôi không đủ để mà hùng phục nó luôn rồi nè. Tôi cứ tưởng là mình hùng phục nó bao nhiêu thì nó sẽ để lại bấy nhiêu, nhưng không, nó giảm xuống hết rồi nè. Lúc nãy con này tới 20 mấy%, 20 mấy, 30 mấy%, nhưng giờ nó giảm xuống hết 90%. Rồi tôi bay ở đây đợi tao đi, tao về nhà tao nuôi thêm bò, một thời gian sau tao sẽ quay lại. Chứ giờ hết thịt rồi, biết sao giờ. Ơi, để cho hai con rồng này giao phối thì chúng ta sẽ lấy súp đáng ngờ ra. Đi ra đây. Ăn nè. Còn cái trứng đó mình chưa bao giờ thấy cái trứng đó luôn á. Ồ, mình hình như là nó lên không? Để cái lò lửa nó lên không hay là phải cần đuốc? Ồ, cắm cho cây đuốc đi cho nó chắc cú.
Ồ, lúc đầu tôi tưởng nhìn hai con này nó chung màu, nhưng không, giờ nhìn kỹ lại nó khác hoàn toàn. Con này nó vàng nè, sừng nó vàng, con này nó trắng, nhưng mà màu nó nhìn tôi... Lúc đầu thì tôi cứ tưởng là... Ồ, con này có gọi ai nhờ, chắc lại kiểm tra kỹ là đéo, chưa có. Ồ, hello, ơi bọn Speed Stingle, tờ, nó lớn lên nó rồi nè. Giờ mình là lãnh đạo của bọn này đó. Ôi ôi nó lớn lên nó đông kìa. Speed Tingle thì đi. Mở hồi nó đông. Nguyên bài này mà đi quýnh lộn chắc. Thằng nào quýnh lại. Đây là tổng cộng chỉ có mới 2 màu thôi nha. Mình còn thiếu 2 màu nữa là màu xanh của vùng lạnh và màu cam của vùng nóng đó. Để có được số lượng thịt bò nhanh chóng thì mình dạy cho một dân làng làm nghề giết mổ để thử xem ông có trao đổi thịt bò không. Thì thấy toàn là mình phải lấy thịt của mình trao đổi với ổng. Và cho dù là mình dạy lên cho đến bậc thầy luôn thì cũng như vậy. Nếu mình tìm cách khác thì mình thấy là săn bò tót là cách duy nhất và cũng là cách kiếm nhiều nhất. Và khi tỷ lệ nó rớt ra ít nhất là 6 miếng thịt bò khi mình giết được một con, cộng thêm với cái dòng nhạc ba nữa là hết bài. Bò tót trên vùng thảo nguyên này lúc trước mình nhìn thấy rất nhiều. Bọn nó thường đi theo bầy đàn ít nhất là 3 con. Nhưng mà săn tụi này đâu phải dễ. Nó là bò tót chứ không phải bò thường. Nó cũng một phát là thấy con bò cười. Tôi chờ chú hơi bị lâu rồi đó. Ui, ui, có màu vàng. Ui, ơi, đồn. Ôi, con này có màu vàng nữa mấy ông. Ôi, vậy là tôi đủ 3 màu luôn rồi nè. Trời ơi, nhân phẩm dữ vậy sao? Nó nở một phát ra luôn con màu vàng. Ô, tôi quá trời nhân phẩm. Đây là con màu xanh. Con này màu đỏ cam hả? Ờ, nó màu cam cam, nó cũng không đỏ lắm. Còn con này là màu vàng. Ồ, nó còn 5.000 giây nữa mới có thể phát triển thành một con lớn như thế này. Hey, rồi, vậy là mình đã đủ 3 màu của loài Stingle này đó. Cái quả trứng nó sẽ có tỷ lệ nở ra một trong mấy con màu này. Nhưng mà đa số mình thấy nếu mà ấp ở đây hình như nó nở ra màu này là nhiều nhất, nhưng không, nó ra con màu vàng luôn. Tôi hacker rồi mấy ông à. Code. Mà trên đường bay này tôi sẽ tranh thủ tìm luôn bọn bò tót để mà xử bọn nó. Vì bọn bò tót rớt ra rất nhiều thịt bò cho tôi. Ui, con màu này lạ vậy. Ui, con màu này chưa có nè mấy ông. Ui, what the hell, thêm một con màu này chưa có nè, chắc chắn luôn. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy con màu này bao giờ. Ui, cộng 1 deadly. Từ đầu game đến giờ tôi chơi tôi chưa thấy con màu này, nhưng mà tôi bay một phát thấy luôn bé này ở đây. Đúng không? Ờ, gật đầu cái đi. Đó gật đầu cái liền, trời ơi. Đây rồi, bé ngoan xinh yêu của Dương đây rồi. Để mà kiểm tra thì mấy ông phải biết là tôi lên đâu rồi phải không? Đó, đây là bí kíp luyện rồng mấy ông à. Tôi phải lên check màu của nó. Đây, nó có để đầy đủ thông tin của con Roncal trên đây luôn. Rồi, đây là tất cả màu của con Roncal. Tổng cộng thì 3, 6, 9. Ủa, vậy là đủ rồi. Cái con này là mình chỉ đặt tên cho nó thôi. Con số 10 là con Midlet nè. Ồ, vậy là đủ rồi mấy ông ơi. 3, 6. Ủa, 9. Đủ rồi. Ồ, vậy là Roncal của chúng ta đủ luôn rồi nè. Ui, đây rồi. Đây là Nightlife Fury mấy ông à. Anh bạn này có một cái màu rất là màu trắng nhưng mà có đốm đen, trời ơi. Một bên mắt là xanh lá cây mà một bên mắt là xanh nước biển. Nhìn cái đuôi nè, không khác gì con rồng sơn màu. Đi. Trời ơi, con này đẹp vậy. Xịn đó. Thôi ngồi xuống. Thôi, giờ cho ngồi đi chứ giờ hang ổ bây giờ càng ngày càng đông dân hạn hẹp. Rồi, giao phó nhau đi. Trời ơi, hủy đích người ta nữa. Đây là quả trứng Nightlife thứ hai của chúng ta. Ê, có một quả trứng nở rồi. Đâu rồi? À, đây nè. Trời ơi, trốn hả? Thôi ôi, nó vừa nở luôn nè mấy ông ơi. Đây là một con màu tím. Bởi vì tôi thấy cái gì nó lướt ngang mà tôi không để ý. Ồ, đây là rồng ba đuôi màu tím mấy ông à. Thrill là hiếu... Trời ơi, mới vừa nói nó lớn hết trơn rồi nè mấy ông ơi. Ê, đâu? Con này chưa có mà, nè. Con này là Rimson nè. Con này là màu Rimson nè, trời ơi. Đủ luôn rồi nè mấy ông ơi.
Chỉ hiếu còn con cuối cùng là con màu yellow thôi. Trời ơi. Ù, mình có hai con Rimson mà mình không biết luôn á trời. Nè, mình mới vừa đẩy vô một con nữa nè. Rồi xong, vậy là còn thiếu một con yellow cuối cùng. Là mình đã xong cái loài cho loài Shrill này. Rồi, bọn nào mà nó có chung màu thì mình sẽ cho nó ra ngoài rìa này nó ngồi. Một hồi mình sẽ dẫn nó đi phiêu lưu chỗ khác. Ui ui ui, Fury nở rồi, Fury nở rồi. Bình tĩnh, không có chạy cà lông nhông nhông. Rồi ngồi xuống. Ôi đây rồi mấy ông ơi. À Shiba, đây rồi. Mấy ông thấy không, nó đen toàn diện luôn. Và mắt nó có màu xanh lá cây. Xong rồi đó, thế là tôi đã xong đủ cho. Trời ơi, lớn nhanh dữ hay sao. Kìa. Ok, đây rồi. Ha, thấy chưa, tao hứa là tao sẽ quay trở lại đây đón bọn bay mà. Xin lỗi vì phải bắt tụi bay chờ đợi tao rất lâu. Nhưng không sao, tao đã đem rất nhiều thịt tới đây rồi. Ôi ôi, 3 stack đó. Gán mà ăn cho hết nha. Úm bò. Ồ, nó cũng đau nha. Úm bò. Được nhiêu miếng? Trời ơi, giết 3 con được 36 miếng thịt bò. Ác vãi ra ăn thật chứ. Đó, mấy ông thấy sức mạnh của kiếm lửa Free Fire chưa? Mỗi lần mà tôi quay về tôi nhìn bọn gồng bên đây là một cái lên má tôi lắc liền đó. Không hiểu sao nữa. Điều gì xảy ra nữa khi mà tôi nhắn một lần tôi kêu tất cả lâu rồng bay theo tôi đi đánh rồng Ender ta. Chắc rồng Ender tới số. Ôi, nó nở rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi không ghi hình cái nó nở lên luôn rồi. Ơi ơi, từ từ. Bé này là Nightlife Fury luôn nha mấy ông. Bé này thì đen nhiều hơn là trắng. À, nhưng mà mỗi con khác là cái mặt nó không có cái đốm. Mắt con này nó màu tím. Ồ, ơi ơi ơi, màu xanh này chưa có nè. Ôi, vô đây, vô đây, hên quá mấy ông ơi. Lại thêm một màu mới nữa nè. Haha. Yahoo, con này màu xanh. Chấm cam, màu xanh nước biển chấm cam. Ôi, màu xanh nhạt chứ, màu xanh nhạt chấm cam. Vậy là trứng cũng đã nở ra hết rồi đó. Giờ cũng đã tối rồi. Rồi, mình sẽ làm một giấc. Đến sáng ngày hôm sau, chúng ta sẽ tính tiếp. Khò. Mới khò 2 giấc, trời sáng mẻ rồi. Khi chờ đợi mấy quả trứng nở hết, thì sáng hôm sau, mình có mục tiêu mới. Đó là đi đào đá Dioric để cho bọn Ronco ăn. Để mà ở ra cái sắc hô Ronco. Và mình cần đến khoảng 40 cục sắc Ronco để mà đủ chế tạo ra hết bộ công cụ và vật phẩm từ sắt của nó. Ý nè, nó phun ra nè. He he. Không phải cho ăn một lần mới được đâu mấy ông. Tôi nghĩ là cho ăn nhiều lần á. Kiểu như nó tích tụ lại trong bụng nó xong rồi nó mới ở cái cục đó được. Ơi. Ui, nó phun ra nữa nè. Ô, cục thứ 3 trong ngày. Ui, nó phun ra nữa nè. Ui, tiếp, cục thứ 10. Và đây là cục cuối cùng. Để mình xem nhân phẩm mình có cao không. Khi mà mình chọn một con cho nó ăn xong rồi nó nhả ra cho mình luôn. Và Nhả đi. Kéo nhả ra luôn. Rồi, vậy là sau gần 3 stack đá Dioric thì tôi nhận được về 10 cục sắt Horongo. Ồ, vậy là tôi phải đào tầm thêm một chục stack đá Dioric nữa mấy ông à. Mới có thể kiếm được đủ số sắt Horongo tôi cần. What the hell? Hấp súp vô. Bà đau. Ok, sắp hết hiệu ứng đầu nhanh 2 luôn rồi. Tiếp tục chương trình đài truyền hình đến nay là hết. Và già ba lít từ đây tới đài truyền hình. Ow! Ba con này ngủ mà một lần nó phun ra 3 cục luôn nè. Ôi, hai con này nhìn màu tôi cứ tưởng nó giống giống nhau nhưng không. Một con thì chấm cam, một con thì chấm hồng. Con rồng này là con rồng đầu tiên tôi kiếm tôi hùng phục được nè. Anh bạn Ronco đầu tiên nè. Mà cái màu mình nhớ nó hơi giống với cái màu trong phim phết nhờ. Đi chang luôn. Cái con mà cái thằng béo béo nó cưỡi đó, tôi cũng quên tên thằng béo đó rồi. Tôi không thể nào mà ngồi lick một cái đó. Nếu mà tôi lick tôi cho ăn như thế là tôi sẽ ngồi lên lưng của con Ronco liền. Lúc đó tôi nhảy xuống nữa.
nên tôi phải đè xếp như thế hà nó hiện cái bảng nó lên, hiện lên xong rồi tắt nó đỡ, chứ mà leo lên lưng nó xong nhảy xuống hơi bị mệt, nó chóng mặt lắm, nó khó chịu, nó còn mình phải cầm cái cây gậy và lít cho nó ngồi xuống nữa. Ui ôi đủ 40 cục rồi, mình sẽ cần đi đào thêm các kết với đem đá phát sáng. Tốc độ đào hàng sầu. Và khi đã đào đủ nguyên liệu, mình trở về nhà chế ra sắt rong cồ. Mình có chế ra khối sắt rong cồ với khối Belgium. Hai khối này cũng là một loại khoáng sản y chang mấy cái khối khoáng sản mình hay đào. Còn đối với Belgium, nó là khoáng sản dùng để rèn vũ khí. Và đặc biệt, nó chỉ rèn cho vũ khí từ sắt rong cồ. Mấy cái khối này chủ yếu là đặt ra để flex khoe khoang đồ. Mà mình cũng không biết là khi nó kích hoạt đèn hiệu, nó sẽ ra sao nhờ. Rồi tiếp đến là mình chế ra hết tất cả vật phẩm, vũ khí, giáp. Và mình chế theo bản hướng dẫn chế tạo để tránh tình trạng nhầm lẫn quên mất. Hooligan. Một cây chùy, ok. Tiếp đến là một cây kiều, hooligan. Rồi đến một cây lồng. Cái này là cái gì đây? Một cây búa, hooligan. Sau đó đến cái giáp từ 7 Night Fury. Ủa, từ 7 Light Fury. Ghiều hai đầu, wow. Ngầu phết nhờ. Sau đó là đến một cây dao nhỏ, dao của sát thủ. Sau đó là đến cái kiếm. Rồi cuối cùng là cái nón. À, cái rìu. Ủa lộn, cái cuốc. Trời ơi, tôi nói cái rìu. Ơi, sau khi mình chế cái này xong thì mình đã hoàn, mình đã nhận được luôn cái thành tựu là full set hooligan. Full set công cụ hooligan. Hooligan tới chơi. Trước hết là tôi sẽ cho mấy ông thấy sức mạnh của hooligan. Đối với những bộ công cụ này thì mình có thể gàn nó lên thêm một bậc nữa. Mình có thể up nó lên thêm một tầm mới nữa, đó là mình dùng cái đá Belgium, mình gàn nó lên thêm một bậc nữa. Một cái, hai cái. Khi mà up lên thì được tăng đam nè. Họ tăng đam luôn nha. Giống sơn màu vậy đó mấy ông. Xong luôn, trời ơi, xong luôn một cái thành tựu rồi. Rồi, chuẩn bị tiêu diệt hết tất cả bọn nó. Ui, nhìn xịn phết nhờ. Rồi xong luôn, tôi nhắm. U gia tài hiểu sức. Chậm hỏng. Đối với cái vụ phép kiểu này thì tôi rất, thật sự tôi rất là mệt mỏi nghe mấy ông. Kiểu nó không ra giống ngôn vậy. Hiệu suất. Đó mình cần nhấp vào cái ô này thế là xong. Được như rồi. Chậm hỏng. Lên chậm hỏng 3. Hiệu suất. Ông nội ơi, 50 mấy kinh nghiệm của tôi. Xà lơ không. Từ 50 mấy kinh nghiệm của tôi phù phép hiệu suất 4 chậm hỏng 3. Do tài 3 tôi còn 31 kinh nghiệm. Thôi, tóm lại cây này cũng ngon á. Ôi, nhìn nó xịn sò phết nè. Còn đối với kiếm thì tôi thấy cây kiếm này ngon phải liền. Vì nó bừ sức tấn công thêm mình. Nếu mà ép sắc bén 4 cho nó nữa thì chắc cũng... Tại nó tới 1.6 lần nè mấy ông ơi. Đây là những vũ khí của chiến binh Viking đó mấy ông à. Rồi xong luôn. Ép đến nỗi mà banh luôn cái đe. Ok, tốn 16 kinh nghiệm chỉ để ép cho cây kiếm thôi. Chúng ta sẽ xem bộ giáp từ vảy Night Fury. Vậy luôn hả? Ừ, nó có một cái vảy lưng kìa. Và cái giáp này nó cũng có hai bay nữa nha. Nó không có ngầu bằng bộ đen. Đó, bộ đen nhìn giống ninja. Nó có mấy cái viền đỏ thì nhìn được hơn. Còn cái bộ trắng này nó trắng lẹ luôn. Thôi bọn nó nhìn mình dữ vậy. Mình khác lòi quá.